Mà nhạc sĩ Nguyễn Vũ với bài Cánh Hoa Buồn đã thay chúng ta dệt lên một khúc hát với những ca từ xa lắm. Nếu thế chúng ta trở về với cung trời kỷ niệm của mỗi độ quán sinh về. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Thế nhưng hôm nay, giờ này, Giáng sinh không còn là một kỷ niệm của quá khứ, mà là một hiện thực với tất cả không gian và thời gian. Không gian chính là khuôn viên nhà thờ Võ Đạo cầu ngang thân yêu của chúng ta đây. Và thời gian chính là đêm hôm nay, đêm thứ 2019 kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Và vì thế, ngày một lần nữa Giáng sinh đã mang chúng ta đến với nhau, và chắc chắn sẽ biến chúng ta thành những người biết yêu thương nhau. Hướng dẫn của cha sở, mọi sự được chuẩn bị trong âm thầm bền bỉ, mỗi lúc được mạnh mẽ hơn, rõ rệt hơn, để đến đỉnh điểm là đêm vọng Giáng sinh hôm nay. Cả họ đạo như mang diện khuôn mặt mới, tràn ngập bầu không khí hân hoan thánh thiện. Đông đạo giáo dân cùng nhau hiện diện nơi đây để tham dự chương trình canh thức này. Thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành tri ân cả quý ông bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em hôm ngày hôm nay là hoạt cảnh Giáng sinh, xin được phép bắt đầu. Cảnh một, vương địa đàn.